Ok, chào anh em nha. Mấy hôm nay em ra video anh em ơi. Hôm nay em bắt đầu ra video đây anh em. Mấy hôm nay mất cái chân quay anh em ơi. Hôm nay không ra video cho anh em xem được. Giờ em mới ra lứ ở đây anh em. Thôi đóng con gà mái con gì đây anh em ơi. Này gà mái bắt đầu đi sớm rồi anh em. Đây là con gà mái nha anh em. Đấy, một con gà mái nha anh em. Đấy. Đây em kẹp cái giò và điện thoại và em gửi nha anh em. Mất cái chân quay rồi anh em ơi. Anh em thông cảm nha. Đấy, gửi bằng bình, em kẹp điện thoại bằng chân đó nè. Mấy hôm nay anh em được chiều không? Em thì cũng lai ra đó anh em ơi. Đều đều rồi chứ không được nhiều lắm anh em. Một con gà mái nha anh em. Đấy. Thôi bây giờ em có gì khuya em qua tiếp cho anh em xem nha. Ok, em chờ anh em nha. Giờ sáng rồi anh em ơi. Phía dưới này nó một con trích anh em. Đâu một con trích anh em. Leo rồi mọi người. Anh em ơi, chụp luôn nha anh em. Đó anh em. Mẹ nó thiệt ghê liền. Bố nó leo. Đây này. Nó leo luôn anh em ơi. Leo với bố mày. Sao mày lạnh bằng anh được. Nhớ phết người luôn anh em. Dễ bực anh em ơi. Một trích nha anh em. Như vậy nó leo được anh em. Bó tay ra anh em. Một trích. Trích to lắm anh em. Giờ tầm khoảng 4 giờ mấy rồi nha anh em. Có gì chim đóng em sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Kê được con gà mái nha anh em. Con gà mái nha anh em. Em bữa nó nha. Đó, được. Đấy, một là máy này. Một máy nữa nha anh em. Tắt cái đèn. Sáng rồi anh em ơi. Đấy. Em bị mất cái chân quay cho nên quay nó không để cái điện thoại xuống được anh em ơi. Cực cối anh em. Dời nha. Thì mình gỡ được rồi nè. Màu luôn mát anh em ơi. Có dời ở đó anh em ơi. Có dời cỏ hương gì đấy. Đây một cái máy anh em. Bây giờ em xem nha. Ok hello chào anh em nha. Bây giờ tiến hành em đi lùa chim đây anh em ơi. Đấy, lội vào đó luôn, đang đi đuổi thử các em nào tung lên cho nó dính lên em ơi. Sáng rồi nha anh em. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha. Anh em đầy bao không? Em thì nói chung thì cũng ok anh em. Đấy, giờ em lội em đuổi đây anh em.
xem thử có em nào đó nó nằm bên này nó dính không nha anh em. Em đang chân quay anh em ơi, nên nó cũng hơi khó anh em thông cảm cho em nha. Con này đó tới dính ghê. Ok hello anh em nha, em thăm lưới trong này đóng một con gà mái anh em ơi, trước mặt em con gà mái nha nè. Hồi nãy phía dưới kia đóng con gà trống nữa nè, à, nó thiệt sảy anh em ơi, không phải là sảy anh em, mẹ dây chuyền nè anh em, nó bị mấy con trục đó, nó cán đứt anh em, gà nó đe vào nó bị sảy mất anh em, đấy, à, điên thiệt anh em, cái tay tay phía lưới phía dưới kia nha anh em, bực mình thiệt anh em ơi, gà trống anh em, đây gà mái nha, còn cái trong kia anh em. Kìa anh em thấy sử dụng chỗ nào không? Đấy, trong kia chỗ nó dùng dùng đó này. Mẹ người ta nó đang trậm sồ anh em ơi. Bực mình thiệt anh em. Cái gì nó cũng lấy được hết anh em ơi. Đó nó lấy cái sồ nó quèn y ngay chỗ đó luôn anh em. Bực mình thiệt chứ. Đồ của người ta làm đem rút thả lưới người ta xuống rồi lấy anh em ơi. Chán thiệt. Cái thành phần ớn quá anh em ơi. Thôi bây giờ em gỡ nó nha anh em. Cái chân quay em nó bị rớt anh em ơi. Bị rớt nó mất mất anh em. Em đang đặt cái chân quay khóc anh em ơi. Anh em quay nó cũng mất tiện anh em thông cảm nha. Mấy hôm nay do rứa mà em chưa ra cái clip cho anh em xem đấy. Anh em thông cảm nha. Bây giờ em gỡ nó đi. Khó quá anh em ơi. Cái tôm nữa. Cái máy anh em nè. Máy hôm nay bắt đi nhiều quá anh em. Cũng gần chim nó đi không biết còn lâu không mà sao máy đi nhiều quá nè. Trống chưa đánh được bao nhiêu mà máy đi nhiều quá nè. Chim cò như ít quá nè. Năm ngoái em làm clip, năm nay mới làm clip mùa này nè. Năm ngoái em chỉ làm mùa tháng tóm thôi anh em. Năm nay em làm mùa này. Mà năm nay chim lại kém anh em. Nhờ này nó gùi thôi. Thôi rồi. Anh, mọc máy nha. Mọc máy anh em ơi. Anh em máy này đánh được nhiều hơn em. Em thì nói chung là cũng lai rai đấy anh em ơi. Đều đều quá anh em. 4-5 con bình thường, 4 con, 4-5 con đó anh em. Chưa hôm nào mà nhiều rồi anh em ơi. Đây, các bạn nha. Gì đóng trong đây ta. Dễ anh em ơi. Là bày rồi nè. Mà xéo này nhiều lắm anh em ơi. Đây trong này nước mưa, nước sương nó ướt ghê quá anh em ơi. Nó ngứa này. Mày thấy giá chim ở trong anh em chắc mua được cao rồi. Ở em giá chim ta cũng nói chung không cao anh em. Thấy ở trong anh em bán gà mái 100, trích 100, thịt trống 150, phê quá anh em à. Ở em thì nó thấp hơn anh em. Thấp hơn một phần luôn anh em. Ở em chỉ có 70 thôi anh em à. Trích gà đều 70 hết. Trích mái, trích gà mái là 70 anh em.
còn trống thì 120 anh em. Bây giờ em đi ra đó, bãi đánh dễ đánh mắt xéo ngoài này nè, chắc có gì không, chứ không có gì rồi nè, em gửi hết rồi tối nó cũng không đi máy nữa anh em ơi. Thôi em giờ đây xin bắt chim cho anh em xin nha. Ok, hello chào anh em nha. Đây anh em ơi, em đã tắm hết đồ lên rồi nha anh em. Đó, em tắm hết lưới lên rồi anh em. Bây giờ em tiến hành em bắt chim cho anh em xem rồi đi về. À, lúc nãy dưới kia ra nè, nó có con gà trống anh em, nó rớt ở đầu đồng lúa này. Sáng nay em mở máy nhỏ lại, nó rì ra chỗ nó anh em. Đó anh em, nó bay vào trong nang này, dính cái đường lưới nó mà bị chuột nó cán đứt kia tiên mất anh em ơi, nên nó rơi gờ mất anh em, cũng có tiếc quá anh em. Nó bay vào, nó đậu ở trên cái cành ca này, nén quá rồi anh em. Đấy, lúa ơi mẹ, hôm nay họ bắt đầu họ gạt hết rồi nha anh em, họ gạt hết cả phía đầu ngồi luôn rồi, chuẩn bị chờ sáng nay chắc họ gạt luôn cái này này, gạt mà đâm 999 này nè, đó mà đâm này đó. Đó, với lại chắc họ gạt luôn luôn này này đó. Cho nên nó cũng viên dễ đánh hai người nha anh em, nó gạt đi rồi em đánh dọc ở phía trong này thôi cho nó ít lứ lại này. Đó, đánh nuôi trồng cái lúa xanh nuôi đánh trong này. Đấy, như vậy thôi. Rồi, bây giờ em bắt chim anh em xem rồi anh đi về đây nha. Cũng khá là trưa rồi nè. Ok, hello chào anh em nha. Đây anh em ơi, bây giờ em sẽ bắt chim nha anh em xem rồi đi về đây. Máy đây. Có lạc đệ trưa rồi anh em. Đấy, sau này thành quả sau này đây nha anh em. Nói chung cũng tầm mỏng anh em ơi. Đấy, đấy, con gà trống này đập mình rách tay đây nè. Này to vãi anh em. Nó không dò nó ghê anh em. Nó móc qua rách tay luôn anh em. Móc qua em rách tay luôn anh em này. Ghê thiệt chứ. Đây nè, con gà trống nha. Con này cũng lây mồng sơ sơ rồi nè. Đấy, một trống. Con này bự đó anh em. Nó đang còn ngực nó đang còn trắng trắng nha anh em, thay lông nha. Rất anh em. Một rất anh em ơi. Trích. Con này to lắm anh. Đây cái mồng này nè. Mồng đỡ chốt rồi. Trích mùa này bự lắm anh. Mùa này nó trông bự anh. Đây nè, máy này nha nè. Hai máy. Đấy anh em, em thấy ok không? Một máy, hai máy, ba máy, một trích, hai trích, một trống nha anh em, bốn gà, hai trích nha anh em. Anh em thấy ok chưa? Đấy, ok đúng không anh em? Gà trống này bự lắm anh em, cụ mọc cui luôn anh em. Máy thì nó hơi ớm anh em, máy thì cũng được cho nó không ớm lắm, trích thịt bự lắm anh em. Con này mồng mượt chó anh em, nào nấy cái mồng mà. Con này mỏng thì nó cũng to lắm nhưng mà nó bự anh. Gà hôm nay cũng đi rồi đây nè, đi cũng được nhiều lắm anh. Mấy hôm em cũng được lại ra đó này. Em bị mất cái chân quay cho nên em không quay cho em xem được ấy. Đấy. Đây, em bỏ nó nha. Em thấy ok chưa? Đấy. Đấy nha. Phê chưa? Anh em thấy phê chưa? Đây, bỏ vào rồi đi về đi bán đây nha nè. Đây nè, được nhắm mắt xíu rồi đây nè. 10 con mắt xíu đây nè. Chục con mắt xíu nha nè. Về đi bán đây nè.
Giờ em đi bắn chim nha. Túi cò nữa nè, một bọt cò, cỡ chục con cò nữa nè. Nói chung là ok anh em ạ. Em về đây nè, anh em để những clip tiếp theo nha. Đấy, dễ rồi nè, mắc xéo đó. Xéo mùa này đánh nó hơi kém hơn cái mùa kia nè. Mùa kia em đánh được 130 con. Thôi, em đi về đây. Chào anh em nha. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc, công việc thành công trong cuộc sống nha. Anh em xem clip thấy hay thì nhấn cho em một like, một subscribe, một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả mọi người nha. Chào anh em nha.